Tường Vi xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2019. Đến với VATV sáng nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình Nhặt lá bồ đề. Trong phần 2 là chương trình hàng tuần của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Và để mở đầu, Tường Vi kính mời quý vị theo dõi Nhặt lá bồ đề, câu chuyện do Tú Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện. Linh xin kính chào quý vị, kính mời quý vị đến với nhạc lá bồ đề với câu chuyện Từ Bi và Vị Tha, chuyện của Tâm Nguyễn, Tũ Linh tóm lược và trình bày, kính mời quý vị theo dõi. Hoàng hôn trong chùa tĩnh lặng, các chư tăng đang dùng bữa cơm chiều. Một người đàn ông lặng lẽ lẻn vào trong chùa, đến trước thùng công đức, trong chừng tứ bề xung quanh, không có ai. Người đàn ông liền mở nắp thùng công đức gom tiền, rồi vội vã bước ra khỏi chánh điện. Ở phía bên trong chánh điện, chú Tiểu và sư phụ đã nhìn thấy. Chú Tiểu nói, sư phụ, có người trộm tiền. Sư phụ đáp, ta biết rồi. Chú Tiểu lại nói, ta ra bắt anh ta đi. Sư phụ lại nói, không cần. Chú Tiểu liền nói, sư phụ, tại vì sao thế, anh ta ăn trộm tiền của chúng ta. Sư phụ nói, anh ta không phải là tên trộm, đó không phải là tiền của chúng ta. Chú Tiểu nhìn sư phụ hỏi, vì sao không phải là tiền của chúng ta chứ? Sư phụ lại nói, đó là tiền của thí chủ bỏ vào. Hiện tại có người cần tới nó, lấy nó ra, làm sao nói là trộm được? Chú Tiểu nghe xong, trầm ngâm không nói, mắt cậu ta chừng chừng nhìn theo người đàn ông lấy tiền từ thùng công đức bước đi đợi người đàn ông vừa đi khỏi chú tiểu bèn chạy lại thùng công đức anh ta chăm chú nhìn vào bên trong liền nói sư phụ bên trong vẫn còn một ít tiền sư phụ gật đầu nói anh ta chỉ lấy đi một phần nào đó anh ta cần nếu anh ta là kẻ trộm thì không để lại tiền trong đó chú tiểu liền gật đầu không ngờ ba ngày sau cũng vào lúc hoàng hôn người đàn ông ấy trở lại. Nhưng lúc mọi người đang dùng cơm chiều, lẻn vào bên trong chùa, anh ta đến trước thùng công đức, quan sát bốn bề, nhìn không có người, lại mở thùng công đức, lấy một số tiền. Lần này, chú Tiểu và sư phụ cũng đã nhìn thấy rõ ràng, như lần trước. Chú Tiểu vừa thấy, nói, sư phụ, anh ta trở lại trộm tiền của chúng ta. Sư phụ nói, người đặt tiền vào người lấy tiền đi tiền của người lấy làm sao gọi là ăn trộm hôm qua anh ta lấy đi một phần bởi vì không đủ nay lấy thêm một phần có gì là không được chú tiểu vô cùng tức giận nhưng mà không dám nói ra chỉ đành nhìn người đàn ông lấy đi tiền trong thùng công đức đợi người đàn ông vừa đi khỏi chú tiểu vội chạy đến nhìn vào trong thùng công đức phát hiện trong thùng vẫn còn một ít tiền. Rồi ngẫm nghĩ, người đàn ông này xem ra cũng không phải là kẻ xấu. Kể từ ngày ấy, không thấy người đàn ông quay trở lại chùa. Một năm sau, người đàn ông trở lại chùa. Lúc này, người đàn ông đến không phải là hoàng hôn mà là buổi sáng. Người đàn ông đi vào đại điện, lạy Phật xong, tiến đến trước thùng công đức. Anh ta mở túi ra, lấy ra rất nhiều tiền cho vào thùng công đức những người bên cạnh đều ngạc nhiên nghĩ rằng người đàn ông này là người giàu có chú tiểu nhìn thấy cạnh này nhẫn không được liền tiến lên phía trước hỏi người đàn ông vì lễ gì mà rộng rãi và hào phóng như vậy người đàn ông liền nhắc đến chuyện cách đây một năm trước anh ta nói khi đó bạn thân đi vào con đường cùng rất cần tiền nhìn thấy trong thùng công đức có tiền liền nổi lên ý tưởng mượn đỡ. Tiền trong thùng công đức đã giúp anh ta như chết đuối vỡ được phao. Bây giờ những tháng ngày của anh ta đã tốt rồi, anh đến trả lệ gấp đôi số tiền. Chú Tiểu mang chuyện này nói với sư phụ. Sư phụ nói, con người ai cũng có lúc gặp khó khăn, chỉ cần chúng ta cho họ một con đường thoát. Khi người ta thoát ra được cảnh khốn khó, cuối cùng chúng ta cũng đắt được gấp bội thùng công đức đó là bao gồm công đức của mọi người cũng là công đức của chúng ta vậy sau đó sư chủ trì của chùa bèn đặt một thùng công đức tại ngay cổng chú tiểu chuyên phụ trách thùng công đức này mỗi ngày chú tiểu bỏ tiền vào bên trong thùng công đức để cho những ai cần sự giúp đỡ đến lấy tiền khi mới bắt đầu Ban ngày bỏ đầy tiền vào thùng công đức, sáng sớm ngày hôm sau đã vơi rồi. Nhưng mà vài tháng sau, chú Tiểu không phải bỏ tiền vào thùng công đức nữa. Sáng sớm mỗi ngày, bên trong thùng công đức đều chứa đầy một thùng tiền. Chú Tiểu đành phải lấy bớt tiền ra, vì trong thùng có nhiều tiền. Số tiền đặt bên trong thùng có người dân trạng gấp đôi, cũng có người dân biếu người cảm ơn hoàn trả gấp đôi người dân biếu muốn hành thiện giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn một thùng công đức vừa giúp đỡ hàng trăm người cũng lại được trăm người hồi báo gấp bội một người từ bi một trái tim từ bi đánh thức lòng trắc ẩn của nhiều người câu chuyện thứ hai biết ơn chuyện xảy ra trong buổi lễ tốt nghiệp bác sĩ ở anh quốc năm 1920 có sự tham dự của thủ tướng Anh thời đó. Trong buổi lễ, trưởng khoa đứng lên nói lời chúc mừng và chia sẻ kinh nghiệm với những sinh viên mới ra trường. Lần này, ông kể về một sự việc đã xảy ra trong đời ông. Lần ấy đã quá nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa nhà mình. Khi mở cửa ra, tôi thấy một phụ nữ lớn tuổi hoảng hốt và bà nói với tôi: "Bác sĩ ơi, con tôi đang bệnh rất nghiêm trọng, xin ông hãy cứu nó." Tôi vội vã đi theo bà ta đến nhà mà không kịp nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra. Hôm đó là một đêm mưa to và rất lạnh. Trời mưa lái xe rất nguy hiểm. Nhưng tôi không lo sợ. Nhà bà ta ở ngoài ô London và sau một hành trình khó khăn, chúng tôi cũng đến nơi bà sống trong một căn phòng nhỏ với con trai khi bước vào phòng tôi thấy cậu con trai nằm trên giường kê ở góc phòng và đang rên rỉ vì đau đớn sau khi tôi khám và ghi toa thuốc cho cậu ấy và người mẹ đưa cho tôi một ít tiền tôi từ chối và nói với bà rằng tôi không thể nhận số tiền này và tôi hứa sẽ chăm sóc con bà cho đến khi cậu ấy khỏe lại trưởng khoa kết thúc bài diễn văn bằng câu Đây chính là cách hành nghề y sĩ thật sự. Vì trở thành bác sĩ, tức là đến gần nhất với lòng nhân ái và là một trong những nghề nghiệp giúp người giúp đời. Ngay khi bác sĩ trưởng khoa kết thúc bài phát biểu của mình, vị thủ tướng đã bước ra khỏi chỗ ngồi và tiến lên bục giảng. Ông nói với ông khoa trưởng, xin phép ông cho tôi được nắm lấy tay ông. Tôi đã tìm ông suốt hơn 20 năm nay vì tôi chính là đứa trẻ mà ông đã cứu trong câu chuyện vừa rồi. Ôi, mẹ tôi sẽ hạnh phúc và yên nghỉ. Trước khi lâm chung, bà đã tha thiết nói với tôi hãy cố gắng đi tìm ông để cảm tạ lòng tốt của ông với chúng tôi. Khi chúng tôi rơi vào cảnh nghèo khổ, đứa trẻ đáng thương ngày nào chính là Lloyd George người đã trở thành vị Thủ tướng Anh. Kính thưa quý vị, nhạc Lão Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình nhạc Lão Bồ Đề xin gửi email đến đề 2 com Tủ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, chương trình VATV đến đây xin được tạm ngưng. Tường Vi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.